Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Church News. Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Mời quý vị và anh chị em đăng ký kênh Church News để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị và anh chị em, Thấm Thoát đã tròn 21 năm ngày hành hương Đức Mẹ Tạ Bao. Quý khách hành hương từ khắp muôn phương tìm về với Đức Mẹ Tạ Bao ngày càng đông. Ngoài ngày 13 hàng tháng, thế nhưng có một ngày mà rất ít người biết đến, đó là ngày 16 hàng tháng. Vào đêm 16 hàng tháng, tháng nào cũng vậy, vào lúc 22 giờ, từng đoàn xe ô tô nối đuôi nhau vào trung tâm Thánh Mẫu Tạ Bao như ngày đại hội. Trong khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ, có khoảng 1.500 người đến 200 khách hành hương đến từ giáo phận Xuân Lộc, Bà Rịa, một ít ở Thủ Đức, Sài Gòn và vùng Bảo Lộc, Đà Lạt đến Tà Bao kính viếng mẹ. Chẳng ngại mưa gió thất thường hay đường xá xa xôi, những người con thân yêu của Đức Mẹ cứ đến hẹn lại hân hoan, rộn ràng cất bước đến Tà Bao. Dường như mỗi người có cuộc hẹn riêng với Đức Mẹ, cho nên họ không thể vắng mặt vào đêm 16 hàng tháng tại vùng đất linh thiêng này. Phần lớn khách hành hương là những tiểu thương, công nhân và các gia đình trẻ. Cộng đoàn hành hương đủ mọi lứa tuổi, người già, thanh niên, thiếu nhi. Sau khi kết thúc một ngày làm việc, họ lại khăn gói lên đường. Họ mang theo những lời tạ ơn, ước mơ, nguyện vọng của bản thân và gia đình dâng lên cho Đức Mẹ. Quý cha sẵn sàng ngồi tòa giải tội và dâng thánh lễ cho cộng đoàn. Quý khách hành hương tham dự giờ cầu nguyện, lãnh bí tích giao hòa, hiệp dân thánh lễ lúc 23 giờ 30 cho đến gần 1 giờ sáng ngày hôm sau mới xuống khỏi núi trở về gia đình tiếp tục công việc. Nếu ai đi trễ thì chẳng còn chỗ ở trên linh đài, đành phải đứng dưới bậc cấp dọc đường. Ai muốn biết nhịp sống đức tin của bà con hành hương tại trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao diễn ra như thế nào, xin kính mời mọi người đến tham dự chương trình đêm 16 hàng tháng để cảm nghiệm. Giờ cầu nguyện Kinh Mân Côi bắt đầu từ lúc 22 giờ 15 phút tối, thánh lễ lúc 23 giờ 30 phút tối. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tạ Bao, nguyện xin Chúa ban muôn ân lành, gìn giữ và bảo vệ từng gia đình trong chuyến hành hương về bên Mẹ Tạ Bao vào mỗi đêm 16 hàng tháng.